Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giới thiệu và giao lưu với cô chú anh chị cái lô ổi gân. Mấy cây ổi này là đang cho trái hết nha anh chị. Cô chú anh chị có thể xem trên màn hình đó, là cái cây trước khi khai thác nó đã đâm trái rất là nhiều luôn nha anh chị. Ổi gân là cái trái của nó gân ha. Trái nó chỉ bằng bự bằng giò cái thôi. Trái rất là sai trái nha anh chị. Này cây này ta uống từ nhỏ nên quắn quái rất là đẹp ha. Nè, em chỉ còn có mấy cây thôi, hết hàng luôn nha anh chị. 380. Mã số 380. Hoành 8,5. Hoành 8,5. Chiều cao 31. Chiều cao 31. Mã số 380. 350.000, em bao ship. 381. 381. Đó, mấy cành này nữa già là đâm trái rồi ha anh chị. Rất là sai trái ha, ổi gân nha anh chị, cái trái nó rất là đẹp nha. Hoành chín. Chiều cao 28. Chiều cao 28. Rồi cũng 350.000 em bao ship. Mã số 381. 381. 383. 383. Hoành 8. Hoành 8. Chiều cao 24. Chiều cao 24. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Mã số 383. Rồi 350.000. 384. 384. Cây này đang cho trái hết nha anh chị. Về cành già là đâm trái thôi. Hoành 8,5. Hoành 8,5. Chiều cao 19. Chiều cao 19. Mã số 384. Rồi 350.000. 385. 385. Cây lắc lượng rất là đẹp luôn. Hoành 8. Hoành 8. Chiều cao 20. Chiều cao 20. Mã số 385. 300.000. Bao ship. 388. 388. Hoành 8. Hoành 8. Chiều cao 21. Chiều cao 21. Mã số 388. 350.000. 389. 389. Hoành 7. Hoành 7. Chiều cao 24. Chiều cao 24. Mã số 389. Rồi 300.000. 390. 390. Này dán. Dán nằm bay xuống luôn ha anh chị. Hoành chứ là 8. Hoành 8. Chiều cao 15. Chiều cao 15. Mã số 390. Rồi 300.000. 391. Quá trời đâm trời luôn chị ạ. Hoành chứ là 9. Hoành 9. Chiều cao 17. Chiều cao 17. Mã số 391. 350.000. 392. 392. Chẳng bay xuống luôn. Hoành 9. Hoành 9. Chiều cao 13. Chiều cao 13. Mã số 392. 392. 300.000. 395. Hoành 7,5. Hoành 7,5. Chiều cao 24. Chiều cao 24. Mã số 395. 300.000. 396. 396. Co quái rồi, đẹp ghê gớm nha anh chị. Hoành 9. Chiều cao 17. Chiều cao 17. Mã số 396. 396. 300.000. 397. Cô chú anh chị nhìn thấy nha, cây rất là mướt nha anh chị. Ổi gân này trái cực kỳ đẹp nha anh chị. Trái nó gân nha. Đó, mà nó nhỏ, nó không có bự nữa. Đang cho trái hết rồi. Hoành 9. Chiều cao 21. Chiều cao 21. Mã số 397. Rồi hữu nghị mình 350.000. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô giấy Mỹ nha. Cây này đâm chồi sống khỏe hết nha anh chị. Từng chậu luôn rồi. Này em cắt ngắn lại á. Ha, đâm chồi rất mạnh ha. Khi vận chuyển mấy cái chồi nó có gãy nó dễ đâm chồi mới nha anh chị. Cây rất là mướt ha. Ha, đâm chồi. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 40. Chiều cao 40. Mã số 361.
Rồi hữu nghị mình 400.000 luôn, bao ship luôn, còn mấy cây xả cho mình nhìn chơi ha anh chị. Giá quá rẻ luôn. 362. 362. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 38. Chiều cao 38. Mã số 362. Rồi hữu nghị mình 400.000 bao ship. Đó, bao rẻ luôn anh chị ơi. 367. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 49. Chiều cao 49. Mã số 367. 400.000 bao ship. Em cọc 370. Cây đâm chồi sống khỏe hết nha, mình yên tâm nghe, không sao cho nghe anh chị. Đó. Nghiền lạnh cũng không sao luôn ha. Hoành 21. Em ship nữa, em ship cái chậu này cho mình luôn. Chiều cao 40. Ừ, do đó không thành vấn đề vậy chứ. Mã số 370 cũng 400.000 thôi, hữu nghị mình bao ship toàn quốc luôn. 371. 371. Hoành 19. Hoành 19. Chiều cao 52. Chiều cao 52. Mã số 371. Rồi cũng 400.000 thôi, em bao ship cho mình. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giới thiệu và giao lưu với cô chú anh chị cái loại bông trang nhung cẩm thạch, đột biến từ bông trang nhung ra ha. Trang nhung cẩm thạch nha chị. Lá thì nó thì lá cẩm thạch, bông thì bông màu đỏ. Đây cô chú anh chị có thể xem hoa ha. Cây rất là đẹp luôn. Đó, cây thì em bán, cây thì nó cao 30 trở lên hết ha. Đây nè, cây này cao, cây này tới cao tới 40 luôn nè anh chị. Đó. Ha. Cây em bán là cao trung bình 30cm trở lên. Đó, đây, cây cao 30cm trở lên. Ừ, cây thì có bằng đầu ống hút. Đó, em bán đồng giá 5 cây chỉ có 200.000. Em bao ship tặng nhà cho mình. 5 cây 200.000 thôi nghe cô chú anh chị. À, bông trang sọc đột biến từ trang vàng lá chung ra nghe chị. Đó, nó sọc đỏ rất là đẹp luôn. Đây, cây thì em bán cho cô chú anh chị là có mặt hoa sẵn trên cây hết. À, cái này là có mặt hoa cho cô chú anh chị luôn. Cô chú đảm bảo giống một chất lượng 100%. Thì cây em bán thì nó chiều cao trung bình là 30 trở lên. Đây cô chú anh chị xem ha. Từ mặt bầu lên 30cm, 30 trở lên hết ha cô chú anh chị. Đó, thân của nó thì cỡ đầu ống hút thôi. Này em bán 5 cây. Này giảm đáng rất là rẻ cho cô chú anh chị luôn. 5 cây 150.000 em bao ship tặng nhà luôn. Đó, 5 cây. Trang sọc đột biến ha. 5 cây mà chỉ có 150.000. Em bao ship cho cô chú anh chị. 5 cây 150.000. Cái lô bông trang phụng hoàng cam. Đó, hoa của nó là cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Cây này đã sống khỏe hết trơn ha. Cây này cây chiều cao thì em bán cho cô chú anh chị chiều cao là từ 30cm trở lên. Cô chú anh chị xem ha. Cao 30cm trở lên. Phụng hoàng cam. Cây búp hoa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hoa nhìn mặt hoa nè. Đó, em bán đồng giá là 5 cây. 30cm trở lên là chỉ có 200.000, em bao ship tặng nhà cho mình. Cây cao 30cm trở lên, trong 5 cây đó em sẽ lựa một cây có búp hoa hoặc là bông hoa cho cô chú anh chị. À, trong 5 cây sẽ có một cây. Đó, cây rất là đẹp luôn. Cam trái xù nha cô chú anh chị, không phải cam trái thường ha. Đó, mấy cây này là em bán đồng giá 5 cây. 5 cây chỉ 150.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Cây sam trái xù. Cây thì em cao là từ 30cm trở lên. Đây cô chú anh chị có thể xem ha. Trung bình khoảng 30cm nha chị. Nè. Đó. Đó. Trung bình là khoảng 30cm. Đây chịu đổ đây. À, cũng 30cm. Cây thì nó cỡ đầu đũa ăn thôi anh chị ơi. Đó. Cao đầu đũa ăn thôi. Mấy cây này cô chú anh chị về uống đổ hoặc uống chừng lắc rất là đẹp ha. Em bán đồng giá 5 cây chỉ 150.000. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Sam trái xù nha cô chú anh chị. Loại sam hương Đài Loan lá cẩm thạch. Đó, cái lá cẩm thạch rất là đẹp nha cô chú anh chị. Sam hương thì nó cũng có hoa có trái nha anh chị. Đây là hoa của nó đây, nó có trái nữa ha. Sam hương Đài Loan lá cẩm thạch thì em bán cho cô chú anh chị là một cây cao từ 30cm trở lên. Đây, đó, cây nào cũng cao trên 30cm cho nghe cô chú anh chị. Đó, cao 30cm trở lên hết. Đó, cây này cao 450 luôn. Rồi cái thân của nó thì cỡ đầu đũa ăn trở lên. Cây cao 30cm trở lên. Mấy cây sam hương lá cẩm thạch này cô chú anh chị về mà mình
làm cây mini hoặc là về uống đổ rất là đẹp nha chú anh chị. Đây, đó, cây sống khỏe thường chậu hết rồi. Nè, đó của chú anh chị xem ha. Ừ, sống khỏe thường chậu hết, em bán 5 cây chỉ 150.000, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó này bán rẻ cho cô chú anh chị, về của chú anh chị làm giống ha, hoặc ghép vô sâm hương của mình, 5 cây 150.000 bao ship. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Đó, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha, cô chú anh chị về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp, nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ mình nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú. Tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú chị ở nhà có cái cưa này rồi, nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chị. Này rất là dày nha anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này chơi rồi làm dán lên vô ha cô chú. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây.
đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây vui này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok, mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu đó, màu đen và màu đỏ đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship 120.000 một cây, em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử à, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Đây là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nè nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì cứ liên hệ.